Ủa chứ kêu gì em? Bánh mì à, có bơ với cái gì đó đậu phộng, nó ngon lắm, ăn ngự đi. À, bánh mì bơ đậu phộng. Ừ, ngon lắm. Ăn tốt thì ăn như cái máy luôn. Chiều quất hết trái sầu riêng. Ừ, con muối già còn như dục quá. Mai mờ bà kia hết muối bự rồi ông. Đúng rồi, trái sầu riêng nó về thấy nó bị sượng. Ngộ quá. Không có bánh mì thì ngon nha. Bơ sữa rồi kìa. Kìa, đang chế kìa. Ê, đừng chế sữa. Ăn đi, không có sao đâu. Không, tôi ăn đậu phộng gì đó mới ngon. Vậy may thì chức bán thêm ngày nữa mới nghỉ chứ, đúng không? Ôi, ngon quá, gì chết ơi là gì chết. Cái nước cái này. Tính tiền chai nước, cái này là không có tính nha. Sao không tính luôn đi cho nó dễ. Phải đâu phộng quá không? Tính luôn đi, ba làm kỳ quá. Không, cái này là mời ăn thử. Coi ảnh làm giống nhỏ sáng, coi thấy nó ăn bên gì đó. Ngon nha, nhìn ngon nha chứ. Ăn lên cả. Ăn đi, ăn hết đi. Được miếng, ăn đi. Thôi, ăn hết đi. Cái này anh đừng chơi sữa, có đứa nào muốn ăn sữa nó ăn. Em ăn thử đi, chứ ăn thử đi, rồi cho ý kiến. Sữa em biết ăn. Mới nướng đó. Rồi cho em miếng đi. Ngon. Nóng không? Kẹp miếng giấy vô, kẹp miếng giấy vô. Ngon anh cả. Mà em biết đó. Là tính tiền chai nước của chức thôi nha. Là hơn. 18 thôi. Hơn. 82. Thử rồi. Anh ấy, anh ngon thử lắm. Đi, thử đi. Ăn thử mai mốt mình qua đổi món ăn. Đi. Để nướng cho cái bơ với cái này nó chảy nè. Anh có học nhà hàng không? Cái gì ông cũng biết làm. Chứ làm hay quá. Sao? Ồ, chỗ đó làm đồ ăn ngon đó ba. Ở đó gái nhiều lắm, gái sang. Ngon. Ừ. Bởi vì tôi nói cha này cái gì cũng biết làm. Mới ngờ, tôi thấy nhỏ bé ăn ngoài cũng quơ đó. Hả? Đói ăn cái cầu hai ổ. Bánh mì này là nóng á, bán ngon mùa mưa. Đâu cần nóng đâu, cái này em vô lò nướng là nó nóng lại. Ngon một hôm nói đường không biết làm mày lắm chạm mấy dễ luôn chứ để nó cũng nhiễu á. Em mà không ăn là ca chân em dung à, cỏ rồi đó tức vô lần lần ngon ha. Bán bánh mì gì mà em thấy bọn lò nướng trong két cũng giống anh vậy mà. Rồi ra bớt. Bánh mì cũng giống vậy nè, ăn nướng ướng bả két bơ. Không thấy bỏ anh vậy nè. Sandwich mì vuông á. Mình chứ biết mì đó không? Biết. Mì vuông. Đó lại lâu hồi mốc không bà. Dạ sao vậy, ăn cảm nhận sao? Ngon. Review luôn. Giống cái đó. Giống cái đó. Mốt mình qua mình ăn, ăn vậy á. Ủa rồi em bán bây giờ mà lỡ khách có đặt nữa. Đặt nó shopee nữa rồi đồ nữa được không? Cái này nó giờ đâu còn chơi nắp đâu, lại để chơi thôi chứ giờ đâu còn chơi nắp. Đăng ký làm lại đi. Làm lại thì không có người làm, người đem đi cũng được rồi. Thấy em nấu ăn ngon đó chứ. Nói chất quên nữa, thằng Khoa ngày qua nó vô trong kênh con nó bình luận nó muốn cưới gì chất về. Cười dạ. Muốn sầu riêng đưa anh tới luôn á, đừng nói sữa này mà ngậm gì có gì chứ, đâu có sợ sữa đâu. Ăn vô biết hôm nay không biết ngày mai đúng không? Ăn mai ngon mà ăn bất chấp luôn, bất chấp mọi giai đoạn luôn, ăn chừng nào đi lên đường thôi. Trời mưa lớn rồi mọi người ơi, đó mưa. Trời mưa này là gì chứ, có tương lai sụm nụ nữa nha. Mưa nó ơi, mưa kiểu này à.
ai buồn chứ? Mày giếng này buồn. Ôi. Tự nhiên có liên quan gì tôi với liên quan gì tới tới con gì chứ? Ai bán giấy số mà nó buồn. Ờ Quang, chừng đó mày có đi không? Có dắt vợ đi không Quang? Chị vợ? Cả mét vợ mày. Trời, bà không có quyền hỏi tôi đi là tôi không đi. Giấy này anh mua ngộ quá, ta mua giấy trắng từ miệng á. Giấy đi. Này kỳ quá. Tôi muốn đi là tôi đi à. Mày. Không luôn hả? Bà viết đơn mà nộp lên quỹ ban thành phố đây, lên chảnh á, nộp lên chảnh thì chừng nào có việc á, lúc đó tôi không đi. Ê, sinh nhật thằng Quang. Dạ, bà là không được đi. Cho bà đi mà bà còn xin cho người này người kia đi nữa. Còn bay có đôi, còn chồng tao bỏ dơ nó còn đẹp. Vậy thôi, bà mua vé, bà mua mướn xe riêng bà đi đi. Bà ngộ quá. Cái gì chứ, tao muốn xe riêng cũng được mà. Đâu biết chỗ mướn nào. Ờ, vậy chứ muốn xe riêng đi. Trời ơi, để cho bà đi mà còn xin. Có tiền không? Mình đi ké, mình biết thân phận mình đi. Đi ké còn biết thân phận đi chứ còn đi sinh. Chắc để Quang nói quái gì chứ. Ôi trời ơi, mà đi rồi chồng đau rồi sao nữa chứ. Chồng mà cãi mà chứ. Từ ngày Quang la đó anh đéo lên luôn nà mất xác. Tôi la nào? Có bà nên bà chửi người ta nhiều nhất, bà vừa chửi mà vừa quýnh người ta nữa. Ông đó, ông đó đi thì ông đó bo cho chức nghe nói 5 triệu hay gì á. Bởi vậy chức năn nỉ cho ông đó đi hoài luôn. Ôi, chưa lấy 5 triệu đó mướn chiếc xe hai người đi. Chưa sức mà gì chứ. Đâu biết chỗ đâu mượn. Trời ơi. Chứ tự nhiên cái xe của người ta giờ kêu lấy chỗ đi đủ người ở nhà hả? Bà đẹp chơi á. Bà dễ thương quá. Mày nhìn gì vậy chứ? Nhìn ca đó sẽ cầm nguyên bịch gì vậy? Được đầu cái là đi mua bồ bikini cho chồng mặc liền. Đất đầu bơi đó. Rốt cuộc không được đầu á. Không, nếu mà nếu mà mặc bikini ra biển tắm cá chết hết. Không, nếu mà ảnh mà đi á, hai người mà ra tắm biển dắt tay nhau đi trên bãi biển vàng cát trắng luôn ha, trời thơ mộng quá. Vàng cát trắng. Ồ, người ta biển cát trắng. Bà ngoại bà chấm, bà tắm cái là biển nó đục lên. Biển ta đang trong mà tắm xuống cái đục. Chắc bà nói rồi mà mai mốt đi ngoại bà trượt cát nè, rồi bà đi cano nè. Bà khỏi nói, bà ra ngoài đi, tôi ẩm bà quăng bà xuống biển. Chắc ơi, làm gì mà ô nhiễm môi trường nhớ chứ. Ở giờ bà ông ngày mới tắm rồi. Ôi ôi. Tin lấy cây quýnh nào. Trời ơi.